Loving Vincent, tên tiếng Việt là Vincent Thương Mến, là một dự án làm phim đặc biệt kết hợp giữa điện ảnh và hội họa, kể về cuộc đời của thiên tài hội họa Van Gogh do 125 họa sĩ vẽ nên. Trong phim cũng sử dụng 120 bức tranh kiệt tác của Vincent Van Gogh. Bộ phim là sản phẩm hợp tác của Ba Lan và Anh, đã được giới thiệu tại một số liên hoan phim quốc tế và sẽ ra mắt tại các cụm rạp Lotte Cinema, Platinum Cinema, Sinstar, Beta và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia từ ngày 6 tháng 10 tới.